Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio @gmail.com, số điện thoại 0964002593. Nhận định 2020 là năm thách thức lớn cho ngành ô tô, Thaco vẫn đặt tham vọng doanh thu đa ngành hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Năm 2020, nền kinh tế toàn cầu được dự báo tăng trưởng 2,5% nhưng lại gia tăng các căng thẳng thương mại và địa chính trị tạo ra những bất ổn nhất định. Nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, tạo ra nhiều thách thức đan xen cơ hội để phát triển. Song song đó, chính phủ Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiều chương trình, giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 đạt mức 6,8%. Riêng đối với Thaco, 2020 sẽ là năm thứ 3 thực hiện chiến lược phát triển, trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành, trong đó ô tô và cơ khí là chủ lực, hai lĩnh vực chính là nông nghiệp và đầu tư xây dựng, hai lĩnh vực hỗ trợ là logistics và thương mại dịch vụ. Ghi nhận tại thông điệp đầu năm, Chủ tịch Trần Bá Dương của Thaco cho biết 2020 là năm rất thách thức trong bối cảnh ngành sản xuất kinh doanh ô tô cạnh tranh gay gắt và khốc liệt hơn từ trước đến nay, cũng là năm mà Thaco đã bước vào giai đoạn phát triển đa ngành với quy mô lớn. Trong đó, kế hoạch năm 2020 với tổng doanh thu đạt hơn 4 tỷ đô la Mỹ bao gồm: thứ nhất, về ô tô và cơ khí, bao gồm ô tô, linh kiện phụ tùng và cơ khí. Mục tiêu chung là giữ vững vị trí đứng đầu thị trường ô tô trong nước với thị phần trên 30%, song song với đó, đẩy mạnh xuất khẩu ô tô và linh kiện phụ tùng, qua đó tiếp tục tăng sản lượng, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đồng thời phát triển cơ khí trở thành ngành sản xuất kinh doanh tạo ra thế mạnh cho Thaco trong công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng thông qua các sản phẩm cơ khí nông nghiệp, cơ khí xây dựng và cơ khí thiết bị công nghiệp, hình thành trung tâm sản xuất và gia công cơ khí của đất nước ở miền Trung tại Chu Lai, Quảng Nam. Chỉ tiêu doanh số bán hàng trong nước đạt trên 100.000 xe, bao gồm hơn 70.000 xe du lịch Kia, Mazda, Peugeot, BMW kép, Mini và hơn 30.000 xe tải, bus và minibus với doanh thu ước tính đạt 70.000 tỷ đồng và doanh số xuất khẩu trên 1.200 xe các loại với tổng giá trị xuất khẩu ô tô đạt trên 50 triệu đô la Mỹ. Chỉ tiêu doanh thu linh kiện phụ tùng ô tô đạt hơn 4.400 tỷ đồng, trong đó doanh thu ngoài hệ thống là 780 tỷ đồng và xuất khẩu là gần 30 triệu đô la Mỹ. Triển khai đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất phụ tùng xuất khẩu có vốn đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, doanh thu xuất khẩu hàng năm 70 triệu đô la Mỹ và đưa vào hoạt động vào cuối 2020, đồng thời tiếp tục thực hiện các dự án sản xuất linh kiện phụ tùng xuất khẩu khả thi khác. Chỉ tiêu doanh thu cơ khí ước đạt 3.500 tỷ đồng, trong đó doanh thu ngoài hệ thống là 300 tỷ đồng và xuất khẩu là hơn 3 triệu đô la Mỹ. Tăng cường hợp tác các doanh nghiệp bên ngoài nhằm sản xuất theo đúng thiết kế của khách hàng với chất lượng cao và giá thành tốt nhất. Thứ hai, về nông nghiệp, tiếp tục hoàn thiện hơn nữa về chủng loại, quy hoạch vùng trồng co, cây ăn trái, kết hợp nông trại chăn nuôi bò, tạo ra hệ sinh thái sản xuất hữu cơ có quy mô lớn. Trong đó, chỉ tiêu xuất khẩu của Thadi 2020 là 150.000 tấn trái cây với doanh thu ước đạt 2.500 tỷ đồng, bao tiêu cho nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai là 650.000 tấn với doanh thu ước đạt 6.000 tỷ đồng, chăn nuôi 90.000 bò thịt, 30.000 heo nái và 800.000 con heo thịt, cung cấp toàn bộ vật tư nông nghiệp cho tất cả các nông trường của Thadi và nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai. Tổng doanh thu của Thadi năm 2020 ước đạt 17.000 tỷ đồng. Trồng mới 6.000 ha cây ăn trái, nâng tổng diện tích vùng trồng của Thadi trong 2020 là 14.000 ha. Hỗ trợ Hoàng Anh Gia Lai nông nghiệp trồng mới 10.000 ha, nâng tổng diện tích vùng trồng của Hoàng Anh Gia Lai nông nghiệp năm 2020 là 30.000 ha. Triển khai đầu tư nhà máy chế biến trái cây và nhà máy bao bì tại khu công nghiệp nông lâm nghiệp Chu Lai, triển khai đầu tư và đưa vào hoạt động từng phần khu công nghiệp nông nghiệp tại Thái Bình. Thứ ba, về đầu tư xây dựng. Tập đoàn dự kiến đẩy nhanh thi công để hợp long cầu Thủ Thiêm 2 trong tháng 9 và hoàn thành thông xe trong tháng 12/2020. Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công dự án quảng trường trung tâm và công viên bờ sông. Tiếp tục hoàn thiện các mô hình đầu tư bất động sản, qua đó xây dựng thương hiệu khu đô thị, thương hiệu sản phẩm và mô hình chuẩn về đầu tư phát triển dự án bất động sản. Hoàn thiện thủ tục pháp lý và hồ sơ thiết kế các dự án để triển khai thi công. Tại Myanmar, tiếp tục thi công hoàn thiện căn hộ Block B1, đáp ứng kế hoạch bàn giao nhà, hoàn thành thủ tục pháp lý phục vụ cấp phép và triển khai thi công giai đoạn 2 và thi công nâng cấp công trình đã hoàn thành trong giai đoạn 1 trước đây. Tại các tỉnh thành khác thì trong 2020 trình phê duyệt báo cáo dự án đầu tư và hoàn thiện hồ sơ thiết kế pháp lý phục vụ cấp giấy phép xây dựng để triển khai thi công 6 dự án phức hợp tại Đà Nẵng, Long An, Kiên Giang, Bảo Lộc, Hưng Yên và Đắk Lắk. Cuối cùng, tại mảng kinh doanh giao nhận vận chuyển logistics,
Chỉ tiêu doanh thu dịch vụ năm 2020 là 1.100 tỷ đồng, trong đó doanh thu kinh doanh ngoài hệ thống là 380 tỷ đồng. Tổng sản lượng hàng hóa qua cảng Chu Lai dự kiến đạt hơn 3 triệu tấn, đồng thời vận chuyển khoảng 92.000 xe thành phẩm đến các showroom đại lý trên toàn quốc và khoảng 17.000 container hàng hóa. Trong đó có 10.800 container hàng nông sản được vận chuyển từ các nông trường Lào, Campuchia và Tây Nguyên đến các cảng và cửa khẩu xuất khẩu. Bảo An, theo Trí Thức Trẻ, CafeF.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay!